Hãy sao cho bạn và chào các bạn đã quay trở lại với cái chương trình của mình là Cá Mập Minecraft đây, và ngày hôm nay thì như các bạn cũng thấy một con đường rất là quen thuộc, đó chính là đập Lucky Lock phiên bản Pixelmon. Và hôm nay mình sẽ đập trái banh ra cực kỳ đẹp luôn đây, rồi sẽ đập cho trái banh này là banh banh siêu Saiyan của Son Goku đi ha. Đó, thôi mà nó chơi vậy thôi chứ chắc là banh banh shiny đó mấy bạn. Đấy, và đối thủ hôm nay mình đập nó sẽ chính là hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Cá Mập Gaming mình. À, cảm ơn nhiều nha, cảm ơn nhiều nha. Trời ơi, như thằng Núp Ngáo là bình thường là nó hay nói là hả, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Núp Ngáo rồi đó. Ai giới thiệu các bạn thì hôm nay là chúng ta sẽ có huấn luyện viên heo. Thì đây là huấn luyện viên mà đã giúp cho mình gọi là tạo rất là nhiều các Pixelmon biến dị đó bạn. Các bạn đã xem qua video hóa thần Thanalita chưa? Đó, nếu các bạn chưa xem thì hãy mau chóng là link. Nếu các bạn chưa xem thì mau chóng link lên cái phần thẻ phía trên nha. Đó, mình để link ở trên đó các bạn. Rồi, và hôm nay thì mình sẽ cùng huấn luyện viên heo là so tài xem coi là ai sẽ là người đập Lucky Lock giỏi nhất. Bình thường á thì cái ông này lần trước á, ông ấy hay dụ mình đưa mấy combo cùi 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 lắm. Ai không có nha, thật ra mấy combo cái mạnh rất là mạnh á, nhưng mà tại như trà thôi. Rồi có không, đúng rồi, cái kiểu mà hả, Pokemon mạnh là tại Pokemon mạnh, còn mà thua là tại huấn luyện viên đúng không? Đúng rồi. Rồi. Không có Pokemon fake. Ok, vậy hôm nay tôi sẽ cho ông hả chứng minh điều đó là sai. Rồi, lấy banh trong hòm đây. Ok, bây giờ mình lấy đủ banh này các bạn, mình sẽ chừa một ô để tí mình lượm đồ ha. Rồi, chuẩn bị nha. Mục tiêu hôm nay là bắt tất cả Pokemon luôn, không chừa một con nào hết. À, và cho các bạn nào chưa biết thì trong cái Pokemon này là có của Theradita hỏa thần luôn nha. Để xem có ai sẽ là người may mắn lượm được nó. Rồi, vô nào. Tên, rồi bây giờ không ra gì luôn. Đây, rồi. Trời đúng rồi, hôm nay là banh Legendary mà còn shiny nữa mà. Ủa sao mình chưa được con này nè? Ui. Trời. Ui. Đây rồi một con. Ôi bên kia chưa gì toàn mấy con xịn không vậy ta? À Articuno, ngon ngon. Ui, Kairi. Wow. Ui. Ai Articuno, ngon ngon ngon. Ủa sao cái Articuno bên kia màu trắng mà Articuno bên này nó màu xám vậy ta? Ui, ui, ui. Ui cái con rắn này. À ghê ghê ghê, để coi coi là ui Bakia, Bakia. Trời ơi Bakia luôn. À Suicune cool. được. Ê huấn luyện viên ơi, cho tôi hỏi con gì có thể counter được con Bakia vậy ta? À đó là con Giratina, những con Pokemon hệ rồng á hả? À ok, tí nữa tôi lấy Pokemon hệ rồng tôi chị không? Đấy, mình bắt đầu một mình bắt đầu một con Pokemon lỗi mấy bạn à, con Pokemon nó không thể nào bắt được nha mấy bạn. Đấy, giờ có bắt lên cách mấy cũng không bắt được ha. Ủa có Axios luôn rồi, ngon vậy ta. À mình có hai, hai con Lugia luôn mấy bạn. Ui dẹo nó ra, con này mạnh nè, con này á hả có thể khắc chế rất là nhiều cái mon mạnh nha. Ok mình sẽ tạm thời mình giữ nó đi. Ủa mo chết được. Ủa huấn luyện viên ơi, đợi tôi với đi chung với nhau cho vui. Huấn luyện viên ơi, trời ơi có mấy con Pokemon thôi bắt lâu đó. Ờ không phải là lâu mà tôi phải đi shopping không hiểu không, không phải là con nào nó cũng bắt đúng chưa, cái con cuối cùng nó bắt làm gì. Không có Pokemon cười, chỉ có người huấn luyện viên phá thôi. Không có đâu, đó là câu ông tự chế đó chứ đâu phải hả. Ui, không sao, con tôi không có sợ, con nó yếu xìu. Rồi ok, đây để mình xem coi là mình sẽ mình bây giờ mình có Kairi rồi, mình nên kiếm một cục lưu ọc nha mấy bạn nha. Kiếm cục lưu ọc để mình có thể Rayquaza. Trời ơi, Rayquaza mạ vàng luôn mấy bạn, đẹp quá trời luôn. À, này như thần rừng này. Ok, mình sẽ ui. Hai con Kairi luôn. Wow, hôm nay là đúng chất của cá mập rồi mấy bạn ơi. Cá mập này có hai con Kairi luôn ha. Sogaleon nè, con này cũng được. Diga. À Diga tôi có rồi. Ủa, lạ lắm nha, sao con Diga bên đó nó nhìn lão vậy ta? Mình cũng có một con mà nhìn không có giống. Trời ơi, tại sao là nhắn gì tà ba hả? Đây, Diga tôi nè. Ui, Sogaleon. Đó, bên của huấn luyện viên heo là có một con Pokemon bị lỗi, con nó bắt không có được phải không? Đúng rồi. Mặc dù á nha, nó rất là mạnh nha, nó siêu mạnh luôn nhưng mà nó bị lỗi nên là chịu thôi. Ok ok. Mình thấy mình được khá nhiều cái mon xịn rồi mấy bạn, khá là ưng ý mình á. Ui con gì đây? Con ngựa này bên danh 8 nè. À trời, trời huấn luyện viên heo này công nhận là hả kiến thức đầy mình luôn mấy bạn. Bữa cái mon game mấy cũng biết luôn á. Ui Gaudon. Ồ ngon. Đấy, được rồi, vậy là mình sắp có đủ. Ơi mình đủ rồi mà. Đúng rồi, mình có Kairi, Gaudon và hai con Gaudon luôn. Rồi ok, tí nữa mình sẽ lựa coi là con Gaudon nào sẽ có chiều mạnh hơn. Trời ơi. Sao con Latias nó bay bên này luôn rồi, xin nha. Rồi ra banh, cùi.
Tưởng ra kẹo tôi còn sợ, với ra banh này có gì đâu mà sợ. Đấy, ok. Ui, Articuno nó này thôi, mình bắt đi. Ui, con Suga Leon mà nó đẹp quá ta, nó màu đỏ luôn kìa. Okay. Ui, con này à. Đó, có đâu màu gì, có đâu màu gì, tôi có hai màu lận á. Đây, tôi có màu đỏ nè. Ui, Xeniac nè. Tôi cũng có màu đỏ chứ bộ, vẫn hoài màu đỏ màu vàng luôn nha, hơi bị xịn. Ui, ba con Carry rồi. Ồ, ngon, ngon, ngon. Ôi, nãy giờ mình chưa thấy con Pokemon thay ra như ta, hỏa thần của mình ha. Hơi bị tiếc ha mấy bạn ha, không bị hy vọng là mình sẽ đập ra được một con ấy. Ôi, lại Rayquaza này. À, đây là Rayquaza màu đen, ok. Ui, hạt chanh. Tình hình thì mình cảm thấy là đội hình của mình có vẻ ổn rồi đó. Nhưng mà mình chưa có chắc được là mình có thể thắng được cái kiến thức của ông huấn luyện viên kia. Mình chưa làm gì. Đây, một con Rayquaza nữa, thông báo với ông nha. Tôi có 3 con Kelly và 3 con Rayquaza rồi nha. À, số lượng nhiều không nói lên sức mạnh. Đúng rồi, tôi báo cho ông vậy thôi, chứ tí ông, tôi giả bộ cho ông lấy mấy con cao tơ cái con đó xong rồi hả. Tôi kiếm mấy con cao tơ ngược lại ông. Cây cây. Ui. Cây sao không cây, chơi là mới thắng. Anh nha, ông chưa có biết nha. Ví dụ mà giờ ông mà hôm nay thắng tôi á, ông phải là người hả dạy dỗ cho tôi á, trở nên thành tài một tí. Ông biết sao không? Cái kênh của tôi từ lúc đầu bây giờ tôi đọc cái lóc á, không thắng được ai hết trơn. Trời, đó là do người gà thôi, chắc ai đây. Bậy rồi, nó do tôi gà mà, do huấn luyện viên của tôi gà, hay không? Đó là ông đó. Trời, gì kì á, mình không sợ mình đổi hồi cho huấn luyện viên ha. Ok, ôi mô chết nhiều quá rồi, mình không bắt nó đâu các bạn ơi. Tình hình là chắc mình sẽ bỏ qua một vài con đi. Chưa có Arceus nhờ. Hình như nghe đồ có một con nè. Heo có một con rồi các bạn ạ. À, mặc dù là mình cũng không có ham Arceus cho lắm, nhưng mình cũng muốn có một con cho nó đẹp cái đội hình của mình ấy. Wow. Okay. Ôi, hết banh rồi, ok. Thôi, đi qua sân đấu rồi, let's go. Ok, huấn luyện viên ơi, hiện tại tôi với ông chắc là cũng đã có đầy đủ các cái loại Pokemon rồi. Bây giờ tôi với ông sẽ sắp xếp đội hình đi nha, mà không được cho ai biết nha. Ok, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy là mình chắc là mình sẽ xếp con này vô đi. Nhưng mà mình phải ngó chiêu của nó mới được. Tại vì á, theo như mình thấy á, mình chơi với lại bên của Andres á, thì những cái Pokemon huyền thoại mạnh như vậy á, đôi khi nó cũng không có chiêu xịn mấy bạn ạ. Đấy, con này được này. Ok, chắc là mình sẽ lấy hơn một con này đi. Rồi. Chà, nhiều Pokemon huyền thoại quá. Hai con này hơi bị yếu máu mấy bạn ơi. Các bạn có nghĩ mình nên sử dụng hai con Deoxys này vô đội hình không? Nó hơi bị yếu ấy. Sao con này viên heo đội hình như nào? Mạnh không? Đội hình ta hơi mạnh đó nha. Ta thành lắm không mạnh á. Trời ơi, sao mà quýnh ăn người ta đi. Người ta nghỉ chơi dỗ đáng chịu à. Ok nha, các bạn cũng thấy mình có màn hình của mình á, thì mình đã chuẩn bị xong đội hình Bixemon của mình rồi. À, mình các bạn cũng thấy là mình toàn là Legendary hàng xịn không nha mấy bạn. Đấy, để coi là bây giờ huấn luyện viên sẽ có cái gì ha. Và lần này đánh nhau thì sẽ không có kẹo nha các bạn á. Cấp độ 70 là cấp độ trung bình ha. Rồi, chuẩn bị cho ông heo ơi. Rồi, đội hình của ông có gì đấy? Ông đoán, tôi đoán thử coi. À, tôi đoán nhưng mà đội hình nào thế nào cũng có qua Arceus đúng không? Rồi, chắc chắn rồi nhưng mà không. Đấy, vậy luôn. À, để tôi đoán coi ông sẽ có một con Gardon đúng không? Ê, cứ nhìn bên máy của ai vậy thầy? Nhìn gì ai? Trời, vô, đây. Rồi, thách đấu nha, rồi ném banh cho tôi đây. Chơi đây, thi. Đây, trời, kèo mới vô vậy rồi, sao quýnh tôi được, Xem đây, tiếng khen thất thanh của trai em. Đấy, tuyệt chiêu này hơi bị mạnh. Nếu như thằng Tâm không biết thì ta sẽ không trả lời. Thì con Rayquaza này nó có hệ bay là hệ dòng, nhưng con của ta là hệ băng. Mà hệ băng mới có thể cao cơ được hai hệ này. Thì ta có thể kích 4 đam số người mọi người. Ây da. Trời ơi, quanh hit luôn kìa. Trời ơi, đúng là game rác. Không ổn nữa bạn ơi. À, không sao, mình sẽ sử dụng chiêu này. Xem đây, pháo canon. À, gần đi liền. Rồi, bị khỏe. Thêm cái nữa nè. Hi. À, đừng tưởng tôi không biết cách counter không nha. Ôi, đi xin hả, ngon á, con này mạnh á. Ây da. Ôi, quá mạnh luôn, trời ơi. Thôi, đất ơi. Chết rồi, không được. Tao phải dùng chiêu này thôi. Phá đá. À, phá đá hả, đeo đâu của tôi là thịt là xương đó. Trời, phá đá hả, sao mà đánh lại được. Ơi, khuyết. Đấy. Ôi, cái ông huấn luyện viên này phải công nhận là kiến thức ghê quá bạn ơi. Cứ đem con nào đó là quýnh một cái là ngủm luôn á. À, hai câu đo nè, ok. Để coi ai nóng bỏng hơn nào. Sức mạnh của đất. Sức mạnh của lava.
Ấy không ổn rồi, La Ba yếu hơn mấy bạn ơi. Mạnh của đất. Đất cái gì mà đất? Trời ơi đây. Sức mạnh của Ice Beam. À. Đập đốt ra đi. Ây da, đập đốt đẹp dữ vậy ta. Rồi rồi. Hệ điện có thể giật xuống nước để cao to đúng không? Ô. Ông mới tin được. Đây là điều mà ông huấn luyện viên heo sẽ không ngờ tới đâu mấy bạn à. Được rồi, xem đây. Trời ơi, con Gary này mạnh quá. Ôi da, no. Không sao, mình có Zircon. Đó. Được rồi. Ra đi, Senex của ta. À, được, được, được. Xem đây, tia sét ảo ảnh. À, con Senarat này hả, có thể hồi máu theo mỗi lần mình đánh nó. Được, được, được. Rồi, mình dập điện cái nữa nè. Ôi. Đấy, ai da, đào đấy, đào đấy, đào đấy. Không sao, mình nghĩ là mình sẽ thua thôi, nhưng mà mình đoán là mình sẽ cấu được miếng máu chứ không chết. Yeah, vậy thì mình không chết luôn. Quá tuyệt vời. À. Ôi vẫn còn hai. À, ông có hai con này luôn hả? Ông chơi gian như vậy. Ông nghĩ hai này mạnh không bắt đại tối vậy? Rồi, để tôi đem Gaudon ra lại. À. Rồi, đem Articuno. Đó, kèo này chắc là kèo trên rồi. Xem đây, bảo biến. Ui. No. Không lẽ mình sẽ thua rồi nào? Không được. Xem đây. Tiếng xe ảo ảnh. Đậm đi. Ôi không, báo rồi. À. Đậm đi, cắt chân. Thì sao mà thua được, sao mà thua được. Xem đây, giật xét. Cố lên hả mấy bạn ơi. Mình không nào mình thua được. Ui, không được rồi. Đây, giật xét lần cuối. Yeah. Ôi, ui, nơi mình thắng rồi. Yeah. Ôi là như cục bắp. Trời ơi, ông thấy chưa, ông thấy chưa? Trời ơi, thật là tao nhường ngươi thôi. Trời ơi, ông nhường cái gì, mày đặc quá à. Ông hả, thấy chưa? Vàng Pokemon của ông rất là mạnh. Nhưng mà đáng tiếc, nó lại rơi vào tay của một huấn luyện viên quá cùi. Chẳng qua tao thấy ngươi còn quá yếu quá non, nên tao nhường ngươi thôi. Rồi, được rồi, muốn nhường đúng không? Được rồi, vậy lần sau đi mà trả thù chứ đừng có nói nhường ở đây. Thắng là thắng, thua là thua. Ok các bạn ơi, như vậy là video của mình tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy thế nào, hãy để cho mình một like, share, comment nha. Và các bạn muốn mình và ông huấn luyện viên heo này hay là một thành viên khác đọc Pixelmon gì thì cứ comment nhé. Và đừng quên là hãy qua kênh của anh Rex và Henry để ủng hộ họ đó nha. Còn bây giờ thì xin chào các bạn. Bye bye. Bye bye.